Có một câu hỏi là: kính bạch thầy, con năm nay 70 tuổi đã quy y, con chỉ biết niệm A Di Đà Phật, ngoài ra con không biết đọc câu kinh nào, thầy cho con hỏi tại sao? Trời đất ơi, mình niệm Phật mà đi hỏi ông thầy thì tại mình không chịu đọc thêm chứ hỏi tại sao. Thật ra thưa đại chúng, thì cái ý của bà cụ là có thể là bà hỏi là bà niệm như vậy có được không. Thì thưa đại chúng, là 70 tuổi rồi thì không cần phải tụng đọc gì nữa hết, chỉ giữ một câu danh hiệu Phật này là đã đủ. Thật ra niệm Phật không phải chỉ là cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật gọi là niệm Phật đâu. Cái này, cái cách niệm Phật này là một cái cách rất là đơn giản mà tất cả mọi người ai cũng biết và nghĩ rằng như vậy. Nhưng mà thật sự cái cách niệm Phật đúng pháp nữa, nghĩa là mình nhớ nghĩ đến Phật, mình nhớ nghĩ đến Đức Phật có những cái hạnh đức. Ví dụ Đức Phật là bậc Như Lai, là bậc ứng cúng, là chánh biến tri, là bậc thiện thệ, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là điều ngự, là trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật. Niệm Phật nghĩa là mình niệm đến những cái phẩm hạnh, những cái chất liệu ở nơi Đức Phật đó. Ví dụ như mình niệm thiện thệ, niệm Phật là nhớ Phật là đấng thiện thệ. Thiện thệ là gì? Là người khéo vượt qua tất cả. Phật là người vượt qua tất cả các cái pháp ở thế gian. Bây giờ ví dụ như mình mang một cái món đồ đến cúng chùa, bị người ta chê, là một pháp rồi. Chê là một pháp, mà pháp này làm cho mình không có vui, ráng vượt cái đó. Thôi không sao, tại chị này chỉ ăn lạc, chứ người khác ăn thấy vừa, cho nên chị này chê mà cũng có người khác khen, đừng trụ ở pháp chị đó. Trong một cái món ăn của mình thì đâu phải ai cũng chê, tại cái người ta không vừa miệng ta thì người ta chê, người nào vừa miệng người khác thì người ta khen. Đừng có trụ ở cái pháp đó mà phải khéo vượt cái lời chê đó để mình tiếp tục. Tại vì đầu tiên mình phát tâm mình mang thức ăn đến cúng chùa chứ không phải cúng chị đó. Thật ra chị chê đâu là cái vấn đề gì đối với mình, mà tại sao đem thì đem cúng chùa, cúng tăng, cúng Phật, cúng cho đại chúng, mà rốt cuộc chị đó chê cái mình nghĩ. Như vậy mình không phải là người thiện thể. Thiện thể là khéo vượt tất cả các pháp. Cho nên chỉ có Đức Phật, chúng ta mới gọi Đức Phật là đấng Pháp Vương. Ngoài ra không có ai là Pháp Vương hết. Không có thông thầy nào mà được xưng là Pháp Vương mà mình cũng ca ngợi ai là Pháp Vương hết. Tại sao? Vì Pháp Vương nghĩa là gì? Nếu cái nghĩa thông thường, Pháp Vương là vua của các pháp. Còn nếu cái nghĩa thâm sâu của chữ Pháp Vương là người đó khả năng thắng vượt tất cả pháp, mới gọi là Pháp Vương. Ví dụ bây giờ người ta chê mình, người ta khen mình, người ta không quan tâm đến mình, mình có vượt được cái pháp đó không mà gọi là Pháp Vương? Cho nên Pháp Vương á, cái nghĩa là người đó có khả năng vượt tất cả mọi cái pháp ở trên thế gian này. Nói khác là làm chủ các pháp. Các pháp là gì? Khen chê còn mất, sống chết dở hay, vân vân. Mọi hiện tượng trên thế gian là một pháp. Mà nếu mình vượt được tất cả pháp đó mới gọi là Pháp Vương. Mình thắng được tất cả là Pháp Vương. Như vậy thì niệm Phật ngoài ý nghĩa là lâm râm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái đó là cái sự tu tập rất căn bản. Vì mình dùng câu niệm Phật đó để định cái tâm mình. Nhưng mà về cái pháp hành ứng dụng nhớ Phật cách nào, là chúng ta nhớ đến những cái cách tu, những cái hạnh tu của Phật là thiện thể. Ví dụ như nói Phật là đấng trượng phu, à giờ trượng phu là trượng phu sao? Một người nam
mà cái tánh còn ích kỷ, còn hẹp hòi, người đó vẫn không trượng phu. Chứ không phải trượng phu là cái người mà to cao dạm dở. Một người nữ mà tánh tình rất là cương trực, dứt khoát, rộng lượng, vị tha, người nữ đó là trượng phu. Vậy thì trượng phu không phải là ở cái tướng, mà ở cái tâm tánh trượng phu. Vì mình nhớ tới Phật là Phật là đấng trượng phu, thì mình phải học giống Phật. Mà mình niệm cái đó, tức là mình học cái hạnh của Phật. Đó là Pháp Hòa nói cái nghĩa sâu sắc về chữ niệm Phật. Chúng ta có tổng cộng là 10 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Sổ Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết. Đó là 10 niệm, chứ không phải chỉ có niệm Phật. Niệm Phật chỉ là một trong 10 niệm, 10 cách niệm thôi. Lâm râm niệm Phật hay là nhớ Phật là niệm Phật. Còn quý vị có thuộc kinh không? Thuộc một câu kinh nào mà để khi khổ lụy nó đến, mình đem câu kinh đó ra mình ứng dụng, đó là niệm Pháp. Ví dụ như mình giận người đó hoài mình không có buông, thì bữa nào cái câu ôi từ lâu ba chốn ngục hình, ba chốn là tham sân si, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Bữa nào mình đồng xong mà tới cái câu nó thấm trong tâm mình, đó là niệm Pháp. Thí dụ mình nhớ câu đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Vậy là gọi là niệm Pháp. Nhớ những câu kinh, những câu pháp ngữ để giúp cho mình vượt thắng mọi phiền lụy khổ đau trong cuộc sống là niệm Pháp. Vậy ngoài niệm Phật ra, niệm Pháp. Rồi niệm Pháp rồi niệm gì nữa? Niệm Tăng. Niệm Tăng là mình nhớ đến Tăng là gì? Tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần. Quý vị đi tịnh xá, quý vị đọc hoài đó: ly gia các ái khinh tân, dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh. Tăng là kẻ thừa hành Phật Pháp. Thì mình niệm Tăng tức là mình nhớ nghĩ những cái phẩm chất hạnh đức của Tăng. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ví dụ bây giờ niệm gì nữa? Niệm Vô Thường. Niệm Vô Thường là nhớ vô thường. Tối ngày cứ sáng giận, chiều giận, hờn mát tối ngày, mấy người đó phải quán vô thường. Chết tới nơi nè, không lo, lo giận hoài đi. Đó, niệm vậy kêu niệm vô thường đó. Chết tới nơi rồi không lo, lo tranh giành từng lời ăn tiếng nói với nhau. Lo mà thắng giặc phiền não không lo, lo thắng chị em bạn đạo, anh em trong chùa làm gì. Đó, thắng cái con ma phiền não đó đang hoành hành trong ta, không lo thắng nó, mà lo cạnh tranh với nhau từng lời ăn tiếng nói. Thí dụ vậy. Cái đó gọi là niệm vô thường. Như vậy thì rồi bây giờ mình ngồi thiền, mình quán hơi thở, thở vô thở ra đếm 1, thở vô thở ra đếm 2, đếm hơi thở để tâm mình tịnh, hoặc là phối hợp hít vô A Di, thở ra Đà Phật, đi theo cái hơi thở mình. Vậy gọi là niệm gì? Niệm sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở, chứ không phải tức là tức chết. Chữ tức là hơi thở, đếm hơi thở. Rồi có khi phải niệm chết nữa. Niệm chết là gì? Quán tưởng nhớ nghĩ mình chết. Để làm chi biết không? Để xả những cái tham ái, xả những phiền não, xả những hờn tức. Cho nên á, bà cụ này nè, không cần thuộc kinh, nếu mà niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng tốt. Rồi bữa nào tức quá niệm vô thường, tại vì lúc đó Phật không linh nữa. Có nhiều khi mình tức một người đó quá, cái câu niệm Phật nó không còn, niệm chết đi. Trời ơi, lỡ mình đang tức về ngay đơ thì chắc không biết đi đâu. Niệm chết. Cho nên cái đó gọi là thập niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm vô thường, niệm sổ tức. Là gì nữa? Niệm chết. Mười niệm lẫn má. Vậy thì ngoài niệm Phật, bà cụ có thể niệm những cách khác. Nếu lúc đó không cần niệm Phật, mà niệm cái gì để giúp cho mình vượt thắng phiền não khổ đau trong lúc đó,
nó tương đồng với niệm Phật. Còn nếu mà nói về cái pháp tu, thí dụ bây giờ một người Phật tử giữ một câu A Di Đà Phật thôi. Tại vì A Di Đà Phật là ánh sáng của Đức Phật. Mà quý vị biết Đức Phật có 12 ánh sáng: vô lượng quang, vô đối quang, vô ngại quang, vô xưng quang, quang hỷ quang, nhớ không? Mà quý vị tụng trong Di Đà đó, mỗi lần tụng xong cái lễ đó, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Vô lượng quang là một ánh sáng. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai. Ánh sáng không có gì ngăn ngại. 12 câu đó là nói lên 12 ánh sáng của Đức Phật đó. Cái đó gọi là thập nhị quang. Mà A Di Đà căn bản là đã ba nghĩa rồi: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mình gặp nhau mình là A Di Đà Phật, chào anh, nghĩa là tôi chúc anh vô lượng quang, ánh sáng trí tuệ đầy đủ, vô lượng công đức, nhờ anh có ánh sáng trí tuệ đầy đủ cho nên anh biết tạo công đức bằng ánh sáng trí tuệ của anh, và từ đó anh sống rất là đẹp, rất là dễ thương, gọi là vô lượng thọ. Cho nên gặp nhau A Di Đà Phật đó là một câu chúc: tôi chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vậy thì cụ niệm A Di Đà Phật tốt, nhưng mà ngoài ra bà hỏi con không biết câu kinh nào nữa, tại sao vậy thầy? I don't know. Nhưng bây giờ muốn biết câu kinh nào nữa không? Câu kinh đó là hồi nãy bà nói, bây giờ bà thích niệm thì nên giữ cái 10 niệm. Hồi nãy có một câu hỏi Phật tử hỏi trên hoa, bà chưa trả lời. Hỏi tu sao biết mình tu đúng. Thật ra không có một công thức đúng cho ai cả. Là đúng với ai? Giống như bây giờ Pháp Hòa đang đau bụng mà quý vị cho Hòa thuốc đau bụng, Pháp Hòa uống vô thì đúng với đau bụng. Mà nếu Pháp Hòa cầm viên thuốc đau bụng, nói ai có đau lưng không uống này nè, ai có đau răng không, đâu đúng. Vậy thì cái thuốc mà đúng là đúng với ai? Đúng với người bệnh. Pháp tu cũng thế. Cho nên hỏi tu sao biết mình tu đúng. Mình phải chọn cái pháp nào mà nó đúng với cái hoàn cảnh của mình, cái khả năng của mình, cái khổ đau phiền não của mình là đúng. Cho nên Ngài Ấn Quang nói, pháp không phân cao thấp, trị được tâm bệnh là pháp tốt. Thuốc không phân hay dở, trị được bệnh chúng sanh là thuốc hay. Như vậy pháp không có phân biệt pháp nào cao, pháp nào thấp cả, trị được bệnh của mình mới đúng, mới được. Cho nên hỏi là tu biết pháp nào đúng, không trả lời được. Mà đúng là anh phải tìm cái viên thuốc đó, cái pháp đó đúng với hoàn cảnh của anh. Ví dụ bây giờ bà cụ này nè, chỉ biết niệm Phật thôi, Pháp Hòa nói không, bà muốn tu đúng, bà phải tụng kinh Pháp Hoa ngạn cuốn. Thế bà nói I can't. Vậy nên bà tu sai. Thí dụ mình có khả năng mình tụng cuốn kinh Pháp Hoa thì đúng với mình. Nhưng mà bây giờ bà cụ không biết là lấy gì, thí dụ người đó không biết chữ hay là không còn thấy đường, mà mình biểu phải tụng cuốn kinh đó là làm sao đúng. Như vậy trả lời cái nào đúng là trật. Cho nên ông thầy thuốc mà hỏi ông thầy ơi thuốc nào hay, ông không dám nói. Ông nói tôi cô bệnh gì, anh bệnh gì, bác bệnh gì, nói tôi nghe tôi mới đưa đúng thuốc. Chứ khi khổng khi không vô hỏi tôi dược sĩ, tôi nói thuốc nào cũng tốt hết á. Phải vậy không? Cho nên pháp mình tu là mình trạch pháp, nghĩa là mình lựa cái pháp. Mà hãy cái nào nó đúng với cái hoàn cảnh của mình thì cái đó gọi là đúng pháp. Bây giờ ví dụ như mình tụng kinh mà mình không thể nào tụng sử dụng chuông mỏ, tại vì tay chân mình yếu rồi. Cái mình nói bác tụng vậy bởi Phật đâu nghe, bác tụng hoài đâu linh thế không? Trời ơi bà sụ này sao đau khổ vô cùng. Không chừng bà đi qua Nhật bà mua cái con robot biết tụng kinh đó. Bây giờ bên Nhật nó chế được cái máy đó rồi đó. Nó chế cái máy thành một cái anh robot đắp cái y đàng hoàng. Rồi bên này chuông, bên này mỏ, rồi nó gắn cái con chip tụng kinh vô. Cái là bấm nút cái à, mi tổ phổ pha. Rồi cái là lâu lâu cái đó có bon cái nó cúi cái này. Bên Nhật làm máy đó rồi. Tại vì đi tụng kinh giờ kiếm người khó quá, thôi giờ chế cái máy tụng luôn.
Mình đâu có muốn mình tu kiểu đó, phải không? Cho nên á, thưa đại chúng là sẵn Pháp Hòa cũng thưa vậy đó, nếu chúng ta muốn tu là có cách tu hết á, không có cái bệnh đổ thừa. Phật giáo có ba thừa: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Tới phiên mình còn thừa nữa, đổ thừa. À, tôi bận quá, tôi vầy, tôi kia. Anh muốn tu là anh sẽ có cách tu, mà anh sẽ lựa cái pháp tu nào đúng với hoàn cảnh khả năng của anh. Nửa đêm anh cũng tu được, đi trên xe anh cũng tu được, ở trong xe tu vẫn được, ở trong bếp tu cũng được, ở trong chỗ làm tu cũng được, nếu anh biết tu. Anh không niệm Phật 5 năm được, phải không? Anh niệm pháp đi. À, anh đi vô trong chỗ làm á, người ta cứ tranh giành, người ta cứ móc méo anh hoài đó. Anh niệm pháp, niệm câu, lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc với ai danh với lợi, riêng ta cứ rộng tình. Một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Mày nhớ mấy câu đó là đủ tu chưa? Đó là niệm pháp đó, tụng kinh đó. Phật có những lúc mình niệm Phật, nếu mà người ta đang chửi mình, Nam mô di Phật, Nam mô di Phật, nó chửi con đó Phật ơi. Thì cái bà kia bà còn trào lên nữa, bà nói bà lấy Phật bà rủa tôi, phải không? Khi mà người ta đang nói cái gì, mình kiếm một câu nào để giúp cho cái tâm mình định xuống. Nắm muối dù có mặn, vào sông muối sẽ tan. Lòng vị tha mà có, với tâm người thênh thang. Một nắm muối mà bỏ vô cái ly nó mặn lắm, mà nếu một nắm muối ra bỏ vô sông không nghĩa gì hết á. Cũng như vậy, mỗi ngày nghiệp chướng của chúng ta, phiền não chúng ta giống nắm muối vậy nè. Nếu mà chúng ta để nó vô cái ly, nghĩa là chúng ta đặt nó vô một cái chuyện rất nhỏ, thì chúng ta mặn lắm, phiền não nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tung cái nắm muối đó ở trong sông biển, giờ là mình nhìn mọi người ai cũng là bà con quyến thuộc hết, thì tâm mình nó thênh thang. Cho nên niệm Phật cũng được, niệm pháp cũng được, mà tu đúng, nghĩa là mình hãy chọn cách nào mà nó đúng với hoàn cảnh của mình, khả năng của mình. Ví dụ mình đau lưng, nghe người ta nói lại sám hối vạn Phật ngàn trăm lại, trời ơi cục xương sống rồi mà ráng trăm lại, lại xong nằm ngay luôn, trời Phật linh ghê vậy đó. Con lại xong cái con được ăn tiền chính phủ gấp luôn. Mình phải biết hoàn cảnh bệnh duyên của mình chứ. Bây giờ mình không lại được 100 lại, mình mở cuốn kinh đó ra mình xá cũng được nữa. Cái quan trọng là cái tâm chí thành mình sám hối, và mình lại mình lễ Phật đúng cái hoàn cảnh bệnh tật của mình là tu đúng à. Vậy thì cái đúng là đúng với bản thân mọi người, chứ không có pháp. Bởi vì pháp nào cũng là thuốc, thì ai dám nói pháp nào cao hơn pháp nào. Cho nên cụ có niệm Phật tốt lắm, cứ giữ đó mà niệm. Nhưng mà nhớ là khi mình niệm Phật á, đi đứng nằm ngồi niệm, ngoài ra mình phải quy định một cái khoảng thời gian nào nhất định. Để làm chi biết không? Để nó thành cái thời khóa cho mình, nó giữ cái sự tinh tấn cho mình, và nó giúp cho mình cái sự nhiếp tâm rất là dễ. Nói vậy chứ đi vòng vòng niệm Phật cũng khó nhiếp tâm. Là tại sao? Tắt cái quạt máy, già cả rồi. Cái mình đi vòng vòng có gì chứ mình khó nhất tâm. Còn nếu mình ngồi vậy nè, có hình Phật, có ảnh Phật, và mình ngồi yên, cái sự nhiếp tâm mình nó dễ hơn. Còn mình đi vòng vòng lần chuỗi niệm Phật, khi nào mình đau chân, mỗi chân mình đứng dậy mình đi 10 phút, 15 phút rồi hết thì mình trở lại. Chứ còn đi cả ngày coi vậy chứ đi, người lớn tuổi nó ngộ lắm, nó có thần thông dữ lắm. Đi ngang cái thấy cái ly quơ cất, nhưng mà quơ xong mấy cái đứa này thiệt bê bối ghê vậy đó.
phải nói lên câu. Rồi xong cái để xuống xe, nó say qua, trời ơi nó ăn nó không thèm cất nữa. Thành thử ra mình niệm thì cũng có niệm, nhưng mà cái con mắt mình thấy là tai mình dọn, miệng mình nói, nó tạp, nó bị xen lẫn. Đi đứng nằm ngồi là vẫn niệm, nhưng phải có một thời khóa mình ngồi. Giống như mình tụng kinh, tụng ở đâu cũng được, nhưng nếu mình có được cái thời khóa tốt. Còn trường hợp hoàn cảnh mình không cho phép thì mình cứ tùy duyên mình tu tập. Nói tóm lại là chúng ta lựa một cái cách nào nó phù hợp với hoàn cảnh của mình là mình tu đúng thôi. Được ha. Kính bạch thầy, má con nay 86 tuổi, má con đam mê đi club. Trời đất ơi, không biết mình có đọc lộn không? Nghe bà già 86 còn đi club là bần thần rồi đó. Má con nay 86 tuổi, má con đam mê đi club chơi máy, xin thầy cho con biết đó có phải là nghiệp phải không? Dẫn bà cụ 86 này lên gặp bà già 70 hồi nãy để bà già 70 hướng dẫn cho niệm Phật. Thưa đại chúng, Pháp Hòa nói cái này để rồi mình quán lại coi coi mình có cảm thông không, hay là mình biết cái đó là nghiệp. Ở cái xứ ngoại quốc á, cái người già người ta cũng có một cái giải trí của người ta. Đôi khi người già là tại vì lớn tuổi rồi buồn, không có gì chơi. Nhưng mà chỉ tiếc là không có được một cái thiện tri thức hướng dẫn. Ở cái tuổi này là đáng lý là lo tu hành để mà con cháu noi gương. Nhưng mà nói đi rồi cũng nói lại, bà còn mà đi vậy là nghĩa là bà còn khỏe lắm á. Không chừng mình tuổi nhỏ hơn bà mà mình yếu hơn bà đó. Thì vì vậy cho nên á, mình phải tìm. Có thể là mình không có nói, bởi vì cái người lớn tuổi người ta cũng có cái chấp. Hơn nữa là má mình, cho nên đôi lúc mình nói không khéo cái bà nghĩ mình dạy đời. Cho nên mình phải khéo làm sao tìm những cái phương pháp nào để hướng dẫn má ra khỏi cái vòng đó. Ví dụ như mình tổ chức đi chơi, hay là mình đi đâu mình luôn luôn mình mời má đi chung. Thật ra thì cái này nếu mà đứng ở trên cái phương diện nghiệp thì cũng có phần. Nhưng mà rồi chúng ta cũng tìm coi nguyên do nào mà bà thích chơi cái này. Có thể là ngay từ đầu mình thiếu sự quan tâm, rồi bà buồn, rồi bà đi chơi với bạn bè, rồi sau ngày lâu ngày nó thành ghiền. Thì nó có những cái khó như vậy. Cho nên là đôi khi chúng ta thấy như vậy là chúng ta biết sai, nhưng mà chúng ta chịu khó tìm lại cái nguồn. Để qua kể đây chúng nghe là có một bà cụ vô biết á, bà qua nước Mỹ thì bà ở rồi con cái không có lo đi làm hết, bà buồn. Bà buồn thì lúc đó các con mới dúi trong tay bà vài trăm. Nhà ở gần casino lắm, thì mới nói má qua bên kia má chơi đi. Thì mới đầu mấy người con nghĩ là giúp cho bà má giải trí, nhưng mà không ngờ lâu ngày bắt đầu bà má thành ghiền và có thể đi chơi ngày đêm luôn. Cuối cùng các người con thấy vậy mới dời nhà thiệt là xa, không có cho bà ở gần đó nữa. Bây giờ bà có móc nối rồi, bà phone cho mấy cái chỗ casino nó tới nó chở luôn. Quý vị thấy không? Thành thử là do not underestimate senior. Đừng bao giờ đánh giá thấp mấy bà già nha. Tại vì mấy bà coi vậy chứ tour cũng khá lắm. Không biết gì hết và chỉ kêu taxi casino là nó ok liền. Mà mấy cái anh chàng mà ở casino mà nghe mấy bà già mà gọi là khoái lắm. Mà ở Las Vegas là nó bao hết, nó bao trọn một cái cuối tuần. Khách sạn nè, ăn nè, và ở đó nè. Thì quý vị biết không, nó nói vậy thôi chứ ăn bao nhiêu. Bởi vì tức quá thua ở trào lên tới đây rồi đâu có ăn được gì, cho nên là không ăn nhiều hết là một. Cái thứ hai, nếu mà muốn chơi và muốn gỡ á, là không lẽ lên đó ngủ, phải đi xuống dưới casino đó ngồi.
Cho nên có cái tiếng là cho một phòng ở, chứ thiệt sự ở trong đó bao nhiêu? Tại vì ai tới đó cũng phải chơi chứ, không lẽ đi lên nó ngủ? Mà nếu mình lên nó ngủ dễ gì nó cho. Đâu có phải mình nói là tôi buồn quá cho tôi lên nó ngủ một đêm đi. Nó mày bà chắc má tôi à. Nghĩa là họ có cái cách, họ dụ mình. Thì cuối tuần mình muốn đi, họ sẽ xe tới chợ, chở lên đó rồi là cho khách sạn, cho ăn này kia, mà cho mình ở đó mình chơi. Cho nên nhiều khi mình cũng nhìn lại, tức là nó cũng phải có cái nguồn gốc nào nó phát sinh cái này, chứ không phải khi không. Thì bây giờ bà cụ đã thành một cái thói quen rồi. Mình nói là nghiệp đó, nghiệp nghĩa là thói quen. Mà nghiệp này thì là nghiệp không tốt, phải không? Nghiệp đánh bài hay là nghiệp chơi mấy cái máy kéo. Thì thật sự ở một cái mức độ cảm thông thì mình thông cảm, tại vì người lớn tuổi buồn. Nhưng ở cái mức gọi là lo lắng cho họ khi tuổi về già, thì mình phải tìm cách giúp cho cái người đó lơi bớt. Bỏ thì chắc cũng khó, nhưng mà vơi bớt đi, chứ không thôi là tội nghiệp cho cái về sau của bà. Ăn thua là mình khéo léo. Xin thầy hoan hỷ cho chúng con một bài pháp hành thế nào để có được tâm an lạc, sống trong cõi tịnh độ ngay trong cuộc sống này. Vì tâm chúng con luôn bị tác động bởi ngoại cảnh vui buồn, bởi sự vô thường, những sự khen chê, những việc xảy ra trong gia đình, xã hội, công việc. Thì cái câu hỏi là làm sao mình sống an lạc ở trong những cái hoàn cảnh như thế này. Thưa đại chúng, là mình muốn an lạc mức độ nào? Nếu mà an lạc tuyệt đối thì không có giao tiếp. Còn nếu an lạc tương đối thì không sao. Bây giờ mình đã biết rằng cuộc đời là vô thường nè, buồn vui nè, ngoại cảnh nè, nói ra được rồi. Mình nêm nó ra được, mình đọc cái tên nó ra được, nghĩa là ít nhiều gì mình vẫn có nhận thức nó là cái gì rồi. Thì cái quan trọng là chúng ta ở trong mỗi cảnh duyên, chúng ta biết chấp nhận ở mức độ nào. Còn ví dụ mình muốn mà mình có an lạc tuyệt đối thì chỉ có cách là mình không giao tiếp thôi. Còn giao tiếp trong cuộc đời thì còn những chuyện gọi là buồn vui đổi chác. Nhưng cuối cùng chúng ta quán nè. Buồn, xin lỗi, gọi là vui, khổ cũng đều là vô thường. Thì vì chúng ta đã nắm được cái ý niệm vô thường thì chúng ta thấy tất cả đều là vô thường. Thì cái gì nó đến với mình cũng nhận nó là tương đối thôi, bởi vì nó là vô thường. Ví dụ hôm nay mình vui, cái cũng đựng đó, ôi cha quá xa là vui. Vì cái này là vui vô thường thôi, một chút xíu nữa hết. Rồi cái lúc mình buồn á, mình cũng nói với mình cái buồn này nó cũng vô thường, hết ngày hôm nay rồi nó sẽ trở lại bình thường. Cho nên khi mình biết quán vô thường thì không có cái gì mà nó absolutely, extremely, tức là tuyệt đối, cực kỳ của cái khổ đó hết. Và quý vị cứ ghi nhớ trong tâm là cuộc đời tương đối mà. Cuộc đời tương đối, không có cái gì tuyệt đối hết. Ví dụ như con mình, mới đầu là mình set up, mình chuẩn bị cho nó một cái cơ may là nó sẽ trở thành một cái bậc bác sĩ gì đó. Nhưng cuối cùng nó không là bác sĩ, nó là kỹ sư cũng được. Thôi kỹ sư nó cũng là có công việc nó sống. Mà nếu nó không làm kỹ sư mà nó làm cư sĩ cũng được. Nó làm cư sĩ cũng được. Cho nên cái quan trọng là chúng ta cứ nhận mọi việc nó như là. Và ít nhất thí dụ nói nó không là bác sĩ nhưng là kỹ sư. Nó không là kỹ sư nhưng mà ít nhất nó cũng là cái người đi làm ăn bình thường. Miễn là làm sao nó đi làm, nó kiếm tiền trong cái lành mạnh. An lạc nó có đó. An lạc là khi nào chúng ta biết chấp nhận. Cho nên người Mỹ họ nói đơn giản lắm: I expect nothing, I expect nothing, I learn to accept everything. Mình không có cái gì bắt buộc nó phải 100%, mà mình mở lòng ra chấp nhận tất cả. Expect nothing, accept everything, là mình đợi thôi. Cho nên an lạc là gì? Có nhiều khi mỗi bước chân mình cũng là an lạc nữa. Pháp Hòa ví dụ nè,
Hôm nào mà mình bị bệnh mắt mà bác sĩ chữa được mắt mình bây giờ trở lại bình thường, mình thấy sáng, hạnh phúc không? An lạc không? An lạc, hạnh phúc. Cái chân tôi mấy tháng nay nó đau quá, nhờ có cái thuốc này uống vô mà 3 tháng nay bây giờ nó đỡ rồi, và bây giờ tôi thấy vui. Thành nữ ra an lạc nó không ở đâu xa đó, nó ngay cái khi chúng ta biết nhận biết từng cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình. Con mình đó, nó bỏ học cả năm nay rồi, bây giờ nó trở lại nó đi học, đủ rồi, hạnh phúc vui rồi. Cho nên nếu mà nó là đi tìm an lạc, tìm hoài không có. Tại vì sao? Tại vì nó ở ngay trong mắt, trong mũi, trong tai, trong bàn chân của mình, chứ nó không ở đâu xa. Cho nên mình càng đi tìm thì càng không có. Hôm nào mình còn thở được tốt, đó là hạnh phúc. Đi được tốt là hạnh phúc. Ăn cơm biết ngon là hạnh phúc. Tối nằm xuống ngủ không bị mất ngủ là hạnh phúc. Bây giờ quý cô quý chú hỏi thử, mà mấy anh chị hỏi quý bác thử, mà mấy bác nào thường xuyên mất ngủ coi. Đêm nào bác đó ngủ được 3 tiếng 4 tiếng, sáng ra bà mừng như ăn như trúng số vậy. Vậy thì mình mới thấy rằng an lạc ở đâu? Ở những cái gì mà chúng ta có được. Có đôi khi có không biết cho nó mất, nó mất mà kiếm lại được là an lạc. Có một cái ông đó đó, ông để hết tiền của ông vô một cái rương. Ông đi lang thang ngoài đường, ông treo cái bảng là ai có thể giúp cho tôi được hạnh phúc, tôi sẽ trả tiền. Thì bữa nọ có một cái ông đó, ông làm cái nghề đánh ngựa, đánh xe ngựa đó. Ông dừng xem này lại nói, ô bác ơi, bác muốn học hạnh phúc hả? Vậy để con chỉ cho. Bác bước xuống xe này đi, con chỉ cho. Cái ông mà đánh ngựa này nè, ông leo lên xe ông ngồi. Ông ngồi xong cái ông quất ngựa, một cái con ngựa nó phóc đi. Thì cái ông này đứng mất của. Ông rượt theo mà rượt không kịp. Ông nói trời ơi trời, có ai giúp cho tôi kiếm được cái thùng tiền đó không? Sản nghiệp của tôi nằm đó hết rồi, ai giúp đỡ cho tôi trả tiền gấp bội. Rồi kêu hoài không có ai cứu hết. Cái cuối cùng thất thiểu ngồi là ông nghĩ kiếp này là ăn xin nữa. Thì ngày hôm sau cái ông đánh ngựa đó, ông quay trở lại. Thì cái ông này đang ngồi thất thiểu vậy, cái thấy cái xe ngựa tiền của mình trở về rồi, ôi ông ôm con ngựa, ông ôm thùng tiền, ông hạnh phúc quá chừng luôn, vui. Thì cái ông đánh ngựa nói, bây giờ bác biết hạnh phúc là cái gì chưa? Quý vị hiểu được câu chuyện không? Tới khi mình có thì mình không thấy nó quý, mà tới hồi mình mất á, rồi giờ đã mất là khổ không? Rồi chả kiếm được nè, hạnh phúc nghe đâu. Thì Pháp Hòa mượn câu chuyện này để tạm trả lời câu hỏi này. Hạnh phúc là khi nào quý vị cho nên á, thí dụ như cha mẹ mình yếu bệnh nhưng mà vẫn còn ở đây với mình là một hạnh phúc. Mà lỡ mà cha mẹ già mà theo Phật hết thì lúc đó mình không tìm được nữa. Cho nên khi mà chúng ta có đủ cái nhận định hạnh phúc là gì thì nó đang bàn bạc xung quanh của mình. Cho nên các vị thiền sư hay nhắc mình lắm. Mỉm cười đi con đẹp lắm. Có đôi khi mình cười đẹp mà không chịu cười, rồi phải đợi người khác nhắc cười đi. Hay các vị thiền sư nói thở đi con, cười đi con, uống trà đi con, ăn cơm đi con. Tại vì luôn luôn mình, cái đó là những cái thường nhật và rất nhỏ nhặt mà mình không bao giờ mình thấy. Và đến khi nào mình không còn được cái đó, mình ước, trời ơi ước gì tôi được cơm ăn bình thường. Quý vị thấy khi mình còn một tay khỏe, mình cầm muỗng cơm lên mình ăn, mình đâu thấy hạnh phúc đâu. Đến khi nào mà cái tay mình bắt đầu nó run rẩy, nó không còn cầm được, là mình ước gì chỉ cần cầm muỗng cơm mà ăn lên được thôi là đủ hạnh phúc. Cho nên Pháp Hòa xin thưa là hạnh phúc là từ những cái điều rất đơn giản như vậy. Con kính xin bạch thầy, mỗi lần con chỉ nghe thầy thuyết pháp trên YouTube, tối nay con được chứng kiến nghe thầy thuyết pháp, lòng con rất vui. Đó, hạnh phúc á. Khi con người ta nghe thấy cái chết là ai cũng lo sợ hoang mang, rất là những người lớn tuổi, nhất là những người lớn tuổi và những người bệnh nặng.
Con xin Thầy từ bi khai thị để họ được hiểu biết thêm, để buông xả cái thân này niệm Phật, để được vãng sanh đến Cực Lạc Tây Phương, khỏi khỏi luân hồi. Và con cũng xin hỏi Thầy từ bi khai thị, nếu mình niệm Phật cho một người đã vãng sanh hoặc chưa vãng sanh nhưng ở nước khác nhau, ý con muốn là ở, nói là xa xứ, thì sự cầu nguyện đó có đến được người đó không? Và câu hỏi thứ nhất á, là khai thị cho những người lớn tuổi mà chưa có biết thêm để mình niệm Phật cầu vãng sanh. Thưa đại chúng, là đâu có ai nghe Cực Lạc Tây Phương người ta cũng mê giống mình đâu mà khuyên. Tại vì có nhiều người người ta cũng sợ lên trển lắm. Tại vì sao? Lên trời hai đứa hai nơi. Sợ phải lên trên trời. Cho nên mình đừng có nghĩ là mình khoái Cực Lạc rồi ai cũng khoái giống mình. Có nhiều người ta khi người ta khoái cái khác, ta khoái cực khổ. Hay là mình thích Tây Phương, có người ta thích Tây Ninh sao? Cái ý niệm đó là tốt thôi, không có gì sai. Nhưng mà mình phải biết là mỗi người người ta có một cái duyên khác nhau. Và mình khuyên thì nếu đủ người, người nào có duyên với mình thì mình khuyên. Đại chúng nhớ, Phật có một điều có thể làm và không thể làm. Đó là Phật có thể biết tất cả căn tánh của chúng sanh, nhưng Phật không thể nào thuyết pháp độ những người vô duyên với Phật. Người không có duyên thì làm sao mình nói? Cho nên đó là một trong những cái điều mà Phật có thể làm và không thể làm. Phật có thể biết được tất cả căn tánh chúng sanh, đó là khả năng của Phật, nhưng Phật không thể nào độ người vô duyên. Phật có thể biết được vô lượng vô số thế giới này. Phật có thể biết được vô lượng vô số thế giới này, nhưng mà Phật không thể nào giải được hết cái nghiệp của chúng sanh. Bởi vì sao? Bởi vì nghiệp, có những cái nghiệp nó mới trồng xuống, mình biết được, mình kêu nó nhổ ra được. Nó trồng giấu đâu trong nhà 20 năm sau nó bưng ra biểu mình làm sao được. Cho nên có những cái nghiệp không thể giải. Hay nói cách khác là Phật có thể giúp cái khổ mà không độ được cái nghiệp. Cho ở đây á, Pháp Hòa chỉ muốn thưa là mình có cái ý tốt, muốn giúp người là tốt, nhưng lựa đúng người nói. Và người đó phải có cái duyên mà muốn nghe mới được. Bởi vì họ không muốn nghe, mình có nói, thí dụ mình ngồi trước mặt họ mình nói, cuối cùng họ có nghe không? Không. Bằng chứng con mình nè, đó, nó đi về á, mình cứ lải nhải mình nói với nó, nó đâu có trả lời mình, nhưng mà nó có nghe không? Nó chỉ nghe mình lải nhải thôi, nghĩa là nó nghe âm thanh của mình, chứ còn nó không nghe những gì mình nói. Còn nếu nó nghe, rồi cái thứ hai là nó nghe mà nó thực hành. Còn có những người người ta không thực hành, cho nên có dù có nói cũng không, cũng bằng không. Cho nên cái đó gọi là nhất xiển đề đó. Hồi trưa Pháp Hòa có giải thích ở trên ho đó. Hỏi nhất xiển đề là gì? Nhất xiển đề được dịch là bất tín, còn được dịch là tín bất cụ. Nghĩa là người không có niềm tin hay là niềm tin không đủ. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật ví dụ nhất xiển đề như thế nào? Như người có bệnh, dù không uống thuốc vẫn không hết bệnh, mà dù có uống thuốc cũng không hết bệnh. Nghĩa là có uống thuốc cũng không hết bệnh, mà xin lỗi, có thuốc hay không cũng không hết bệnh, mà không có thuốc cũng không hết bệnh. Lại nghĩa là sao? Nghĩa là mình có nói đạo lý cho người đó nghe, họ không muốn nghe, mặc dù mình dư đạo lý để nói, nhưng mà họ nghe thì họ cũng chẳng nghe. Thì những người đó giờ mình không có nói gì hết, họ cũng không nghe, mà có nói gì nữa họ cũng không nghe. Cho nên cái này là tốt lắm, tùy duyên. Còn khai thị chung chung về khó khai lắm. Còn bây giờ bắt đầu là cầu siêu long distance. Không sao hết, tại vì tình yêu nó cũng có tình yêu long distance mà. Cô hỏi là mình cầu siêu cho mình cầu nguyện một người ở xa được không?
Được thôi. Tại sao? Tại vì cái đó là cái năng lực của tâm, chứ không phải theo cái cách mình hiểu là vạn lý, ngàn dặm phải đi máy bay rồi mới tới. Không, tâm tâm nó tương ứng. Bởi vì cái tâm lực mà, cái tâm là cái không có hình tướng, mà cái gì nó không hình tướng cái đó nó mới mạnh. Cho nên đôi lúc có những người thầy trò người ta tiếp tâm với nhau mà mình đâu hiểu ta đang nói gì đâu. Tại vì sao? Vì mình nghĩ rằng phải có lời ra, cái ngôn từ mới được. Nhưng mà các vị người ta không cần. Giống như là Lục Tổ với Huệ với lại Ngũ Tổ vậy đó. Ngũ Tổ, Lục Tổ mà đến gặp Ngũ Tổ rồi thì hỏi là ông đến đây làm gì? Ông từ đâu tới? Nói dạ con từ Lãnh Nam tới, và con tới đây để cầu làm Phật. Ngũ Tổ trả lời: dân Lãnh Nam là dân ngoại rợ, làm sao có khả năng cầu làm Phật? Lục Tổ trả lời: người có chia Nam Bắc, Phật tánh đâu có chia Bắc Nam. Thì ông thầy cũng thấy rồi, ông này là được lắm đó, nhưng mà chưa xác định. Thử tiếp, đừng có lắm lời, đi xuống bếp mà giả gạo. Lục Tổ đi xuống bếp giả gạo. Cả tháng sau Ngũ Tổ đi xuống hỏi gạo trắng chưa. Mấy câu hỏi đó mà nếu gặp mình thì dạ tổ nhìn tổ biết rồi, con làm kỹ lắm. Nhưng mà cái người thầy giữa tâm với tâm nó tương ưng rồi. Dạ gạo đã trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Nghĩa là ông tu tới chưa? Dạ con tu tới rồi, con đạt được cái chỗ đó rồi, con chỉ cần tổ xác định. Gạo đã trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Ngũ Tổ cầm cây gậy gõ lên cái miệng nò, cái miệng cối ba cái, chắp tay sau lưng đi. Lục Tổ biết ổng hẹn mình tối nay 3 giờ và nhớ đi cửa sau, chắp tay sau lưng đi. Nếu mà gặp mình ông già kỳ cục, xuống hỏi đã là đi. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ bất khả tư nghi giữa tâm thầy trò. Thì ở đây Pháp Hòa cũng nói vậy, khi mình tiếp với cái người mất, không phải ở cái lời nói, chẳng qua là tại thế gian của mình sống theo cái lối bình thường. Mình cầm cái nhang lên cái nói: má hôm nay là dỗ má, tụi con ở đây nhớ nghĩ đến má, làm mâm cơm gì đó ha, má về ăn, thí dụ vậy. Tại vì cái thói thế gian là mình ấy. Nhưng thật sự mình cầm cái nhang mình im vậy nè, mà trong tâm mình khởi là mình đã connect rồi. Tại vì cái đó tâm tâm nó tương tâm, chẳng qua mượn cái nhang thôi để làm cái hình thức. Thưa Thầy, con học trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có đoạn Đức Phật dạy rằng nếu có một người thọ trì danh hiệu một Đức Phật cùng một người cúng dường thì phước báo bằng nhau. Hôm nay hội đủ duyên, con kính xin Thầy Hoan Hỷ giải đáp dùm con. Thấu đáo thế nào là thọ trì danh hiệu một Đức Phật và thế nào là sự cúng dường bằng nhau không khác? Theo cái hiểu thường của mình á, thọ trì danh hiệu tức là niệm cái danh hiệu đó. Nhưng mà cái đó là mình cái hiểu ở mặt chữ thôi, nhưng về cái phần nghĩa nó chưa sâu. Thọ trì có nghĩa là chúng ta tiếp nhận cái pháp tu ở nơi cái tâm, cái tên của cái vị đó. Ví dụ, bây giờ mình nói ví dụ tên của một Đức Phật. Tên là Nam Mô Thiện Công Đức Phật. Thọ trì danh hiệu của Đức Phật tên là Thiện Công Đức. Nghĩa là chúng ta ai cũng mong mỏi làm công đức hết. Nhưng mà có khéo để tạo công đức không? Hay là tạo hồi rồi tạo nghiệp mà thay vì công đức? Cho nên chữ thiện là gì? Là khéo. Khéo để chúng ta có được cái công đức đó. Cho nên chúng ta tu theo cái danh hiệu Phật đó, gọi là thọ trì danh hiệu. Mà nếu chúng ta, mà nếu nói đúng hơn là danh hiệu Phật nào cũng chuyên chở pháp tu, trong đó có sự phụng sự cúng dường. Thí dụ như công đức là gì?
Là vì khi chúng ta biết phụng sự chúng sanh mà không hề chấp trước, không hề dính mắc những gì chúng ta làm, và không bắt buộc người đó phải trả lễ lại cho ta, đó là thiện công đức rồi. Vì vậy thì thọ trì danh hiệu của một đức Phật và cúng dường là bằng nhau, không có khác. Tại sao? Vì thọ trì hay cúng dường thủy chung cũng đều là làm lợi lạc chúng sanh. Ví dụ bây giờ người ta cần mình đến niệm Phật cho người ta an tịnh cái tâm mình niệm Phật, thì mình cho người ta thức ăn của tinh thần để cho tâm người ta lắng. Ở mặt khác người kia đang nấu ăn để cho đại chúng lát nữa niệm Phật xuống có ăn. Người nấu ăn và người niệm Phật công đức ngang nhau, tại vì đều là cúng dường. Một người cúng dường câu niệm Phật cho tâm, một người cúng dường thức ăn để cho người đó được sức khỏe. Mà thân họ có đủ sức khỏe năng lực thì họ tiếp tục họ tu. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Cho nên cúng dường và tu tập giống nhau. Mà sự tu tập của mình chính là sự cúng dường đó. Tại vì sao? Vì mình không phải cúng dường vật chất mà mình cúng dường sự bình an cho cái đó nơi đó. Ví dụ như chiều nay đại chúng có mặt là cúng dường. Cúng dường sự có mặt của mình cho đạo tràng, cho pháp hội. Tại vì chúng ta nghĩ rằng lâu lắm chúng ta mới được dịp gặp nhau như thế này. Cho nên dù hôm nay là cuối tuần, có thể chúng ta có những cái chương trình, nhưng mà chúng ta có thể gác lại được, bởi vì chúng ta cúng dường sự có mặt của chúng ta. Và quý vị cúng dường sự có mặt của đại chúng, Pháp Hòa cúng dường cái lời nói, cái sự giải thích của Pháp Hòa để cho đại chúng hiểu. Hai chúng ta bằng nhau không có khác. Tại vì em muốn nói mà mấy anh chị không nghe thì em nói với ai? Và thử ra cúng dường sự có mặt, cúng dường sự lắng nghe, chứ công đức nó ngang nhau. Vì vậy cho nên trong phẩm phổ môn còn có cái đoạn khi đó rồi các vị đó mới cung dân chuỗi ngọc, nhớ không? Bồ Tát có nhận không? Không. Bồ Tát không có nhận chuỗi ngọc đó. Đức Phật Thích Ca mới nói Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng mà nhận lãnh chuỗi ngọc này. Vô Tận Ý nói Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng, rồi Phật nói thêm. Phật nói thêm vô, Phật nói à đúng rồi đó, Bồ Tát nên nhận đi. Tại sao Bồ Tát Quan Âm không nhận? Để nói lên cái hạnh nguyện cứu chúng sanh là không cần return. Còn cái chuyện anh là tôi không có hỏi, tôi không có đòi à, nhưng mà anh hỏi thì tôi ok. Nghĩa là nói lên cái ý nghĩa là Bồ Tát cứu chúng sanh muôn ngàn cái kiểu cách. Người nào cần thân Phật để độ, Bồ Tát liền hiện thân Phật vì đó nói Pháp. Người nào cần hiện đồng nam đồng nữ vì đó nói Pháp, Bồ Tát liền hiện đồng nam đồng nữ vì đó nói Pháp. Hiện tất cả mọi hình tướng mà không đòi hỏi. Cho nên Bồ Tát Vô Tận Ý dâng chuỗi ngọc, Bồ Tát từ chối không nhận. Nhưng mà nếu có nhận là vì thương hàng tứ chúng mà nhận. Nhưng mà nhận xong Bồ Tát đem đi đâu? Chia làm hai, cúng dường cho hai ông thầy mình. Nghĩa là quý vị có cúng cho tôi cũng chẳng nhận làm gì, tôi cúng dường lên nữa. Nghĩa là gì? Cúng cho cái tối thượng. Cúng Phật là cúng cho cái tối thượng. Cũng giống như chúng ta làm xong mọi việc gì, chúng ta hồi hướng công đức, đệ tử và chúng sanh đều tới cái chỗ gì? Trọn thành Phật Đạo. Thâm sâu lắm. Cho nên cái chỗ tu hành của chúng ta đó, cái chỗ tu hành của chúng ta là chúng ta hồi hướng đầy đủ như vậy. Ví dụ như có một ai đó thấy mình công quả tội nghiệp quá, ta nói chị ơi em thấy anh ơi thấy công quả tội nghiệp quá, em có gì thôi, có chút ít lì xì anh chị lấy hên. Ta nói vậy ta khéo nói. Nhiều khi mình nhận xong mình đấu xài đó, mình đem mình nói con nãy con quét nhà có người tới lì xì con 50, con xin cúng dường vô cái quỹ in kinh. Phải không? Thành sự công đức ngang nhau, vì người đó nghĩ tới mình cúng dường mình, mình nghĩ tới người đó, mình cúng dường in kinh để công đức họ cũng có được, lợi lạc cho nhiều hơn nữa. Quý vị thấy được chỗ đó chưa? Rồi. Giờ câu hỏi này trong tờ giấy này có 4 câu. Một, trong bản nhạc Đóa Hoa Vô Thường, Trịnh Công Sơn có viết: tình do tâm ta mà sinh,
Có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng, đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn nổi. Con không hiểu ý nghĩa hai câu chót, xin thầy Quang Hỷ giải nghĩa theo cái nhìn của thầy. Trời đất ơi. Hết giảng kinh, bữa nay giảng nhạc tình. Cái câu đâu có gì khó hiểu. Bởi vì tình á, là cái mặt nổi, cái mặt dính mắt là cái mặt chìm. Cho quý vị thấy không, tình đầu thường khó phai. Sao kinh nghiệm quá à? Đừng hiểu lầm nha. Thưa đại chúng á, cái này mình nói theo cái tâm lý thôi. Khi mình lớn lên á, mình bắt đầu mình có cảm xúc với một người nào đó, thì cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm đâu dễ mấy ai quên. Đó là một sự thật mà. Cho nên có những cái mối tình có thể nó đã vụt bay rồi, nhưng mà nó còn đọng lại bên dưới những cái khổ đau hệ lụy. Cho cái câu này nè: có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Có khi tình, bởi vì cái tình là cái mặt nổi ở bên trên. Có khi đi suốt đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm gặp một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều mình gặp người đó, mình yêu tới giờ. Chứ cái tình là cái mặt nổi, nhưng mà quý vị thấy không, có những cái tình nó đi rồi nhưng mà khổ đau nó còn đọng lại. Mà nhắc tới cái người, cái mối tình đó là bắt đầu hận. Có nếu mà cái tình đó nó chia tay trong êm ấm, mình không có làm gì người đó buồn hết, tự nhiên người đó không có còn cảm thấy có cảm tình chia tay mà mình không hề giận người đó, thì mỗi lần nhắc nó đau nhói. Tại vì mình đâu có làm gì sai mà người đó bỏ mình. Tình đi mà còn đọng lại. Nhưng mà có những cái tình gặp nhau rồi khoát cầu không còn thương nhau nữa rồi, nó ở trên này nó dàn một trận rồi nó mới đi. Rồi bắt đầu miễn chai nó rớt lại. Cho nên có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Đến khi tâm an rồi, đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn được. Đoạn là gì? Là chấm dứt. Cho nên chỉ có khi nào tâm an trí sáng, mình mới đoạn được những cái tình mà vốn nó đều là ái khổ. Yêu tiếng Hán là ái, ngọ ái nị, nị ái ngọ. Hễ ái là yêu, mà yêu là nó có đối tượng. Mình là người yêu là năng ái, cái người mà mình yêu là sợ ái, gọi là người bị yêu, hoặc là người được yêu. Cái đó gọi là sợ. Sợ là gì? Là của mình. Khi mình gặp cái người đó mình thương rồi đó, thì mình chỉ muốn người đó là của mình thôi. Nói như Nguyễn Bính vậy đó: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi chỉ muốn cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
đừng tắm chiều nay biển lắm người. Tại vì sao? Tại vì khi mình yêu á, là mình có một người để mình yêu. Và khi mình dính mắc cái sở yêu đó rồi là mình có ghen. Có đôi khi mình ghen quá thì cái người kia trách mình sao ghen dữ vậy. Cứ nói có phải tôi nào muốn ghen tương mà ghen như vậy chính là thương. Ôi cha cổ nghe cổ nói ok vậy anh cứ ghen tiếp. Cho nên khi nào mà mình còn có đối tượng là còn có dính mắc. Mà còn có dính mắc là còn có đau khổ. Còn khi nào tâm bình an là mình thấy nè, các hành là vô thường. Mọi hiện tượng trên thế gian này đều là vô thường hết. Mình gặp cái người đó mình thương, chẳng qua lúc đó hợp nhãn hợp nhĩ. Có thể hợp nhãn chứ chưa hợp nhĩ, tại chưa nói chuyện. Tới hồi nói chuyện rồi đánh số dè không kịp. Thành thử ra khi mình cái duyên của lúc đó là gặp thôi, mình có thể yêu. Nhưng khi mình giáp rồi thì mình thấy hình như duyên không đủ. Thành thử ra cái người mà tâm, cái người mà họ dứt, họ không có dính là họ đoạn được thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy con mình lớn rồi chưa có vợ, mình thấy tội, mình đi chùa mình gặp cô nào được được quá, bắt đầu về mình làm mai. Cái này nó cũng có đó. Còn má thấy nhỏ đó đi chùa được lắm. Cái ban đầu kiếm số phone đưa cho hai đứa nó hẹn nhau, xong cái sao lâu quá không nghe nói gì hết trơn. Cái mình rà mình hỏi, ôi con cắt lâu rồi, hỏi sao vậy không hạp. Mà khi không hạp thì có cần lưu luyến nhớ nhung gì nữa không? Không cần. Không cần đặt vấn đề đoạn không đoạn nữa. Còn khi mà mình phải dướng rồi bắt đầu mới đặt tới vấn đề đoạn. Mà muốn đoạn vậy khổ không? Khổ lắm, phải qua khoảng thời gian đó. Vừa rồi dưới Melbourne có một câu hỏi cũng vui lắm. Bữa nào quý vị nghe lại câu hỏi. Cho nên ở đây á, cái câu này nó chỉ vậy. Ở hai cái trạng thái, khi tâm mình chưa bình thì mình thấy lúc nào nó cũng sống lấp nhấp nhô. Và ở trên đời này, hễ cái tình nào mà còn có dính mắc là tình có đó có đau khổ. Cho nên ngày xưa mà Đức Quỳnh Phú Sổ ở bên Phật giáo Hòa Hảo vậy. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Yêu này là yêu không có dính mắc, thấy không? Nếu mà mình còn dính mắc là mình có khổ. Hễ mà khi người đó không đúng ý mình, mà thường thường mình ngộ lắm, mình yêu người nào mà mình vui vẻ với người đó, chẳng qua là người đó làm đúng ý mình thôi. Cho nên rốt cuộc rồi mình nói mình yêu ai biết không? Yêu mình. Yêu mình, nó quán cho đủ ra là yêu mình chứ yêu ai đâu. Người đó mà làm mình happy là mình yêu họ hết lòng luôn, chết bỏ luôn. Tại vì họ làm đúng ý mình. Cho nên ngày xưa mà hoàng hậu Mạc Lợi mà được vua hỏi đó, đến đời này trẫm yêu ai, khanh ái khanh yêu ai nhất? Bà hỏi, hoàng thượng có muốn thần thiếp trả lời thật không? Nếu trả lời nói dối đó, thì thần thiếp sẽ nói rằng trên đời này thần thiếp yêu hoàng thượng nhất. Còn nếu mà hoàng thượng muốn nghe sự thật thì thần thiếp sẽ nói cho hoàng thượng biết rằng ái khanh đây, thần thiếp đây yêu thần thiếp nhất. Tại vì thần thiếp yêu thần thiếp cho nên hoàng thượng cung phụng thần thiếp, yêu thần thiếp thì thần thiếp sẽ yêu lại hoàng thượng. Thành thử ra thần thiếp mà yêu ngài đó là chẳng qua là ngài làm những gì mà thần thiếp muốn thôi. Cho nên nói cho đủ, nói cho đúng, nói cho chân thật là yêu bản ngã của mình, yêu chính con người mình. Cho nên khi mình dở ra rồi, trời ơi, lâu nay tại vì tôi yêu chính tôi thôi, tôi chấp vào cái ngã của tôi. Tôi muốn người đó phải như thế này với tôi, người kia phải kia thế tôi. Cho nên người đó mà đi cái rồi là tôi đau khổ, tôi dày vò. Bây giờ tôi phát hiện ra được rồi,
và năng lễ sở lễ, năng yêu sở yêu, tánh không tịch, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, bình an rồi thì cái tình kia cũng đoạn được. Đó, đây là Pháp Hòa giải thích cái câu nhạc tình đó. Trong một bài giảng thầy nói Phật giáo không có nói chữ đầu thai mà chỉ nói tái sanh. Xin thầy hoan hỷ giảng về sự khác biệt đầu thai và tái sinh. Theo quan niệm nhân gian, đầu thai nghĩa là gì? Nghĩa là khi mình chết đi, mình xuống dưới địa ngục, rồi bắt đầu người ta mới lựa cho cái gia đình nào mà để cho mình đầu vô cái thai đó. Mà trước khi mà đầu thai như vậy đó, mình phải đi ngang một cái cầu. Cái cầu đó tên là cầu Nại Hà. Và có một cái người đàn bà ngồi ở đó cầm một chén cháo sẵn. Cái bà đó tên là Mạnh Bà. Chén cháo đó kêu là cháo lú. Đó là truyền thuyết nhân gian. Có một cây cầu Nại Hà, có một bà già tên Mạnh và có một chén cháo lú. Khi mình sắp sửa đi đầu thai vô cái nhà nào đó, chui vô cái thai đó đó, bằng cách nào? Bằng cách là mình đi ngang nhà nào rồi thấy vợ chồng họ đang quan hệ tình cảm với nhau, mình sinh tâm ham thích, mình chui vô mình làm con họ. Đó là cái quan niệm đầu thai đó. Nhưng mà trước khi mình đi đầu thai là mình phải uống một chén cháo lú để làm chi? Lên trên này mình quên luôn Mạnh Bà. Cho nên bà uống xong, mày đừng nhớ tao nha mày. Đó là quan niệm của nhân gian. Và nó không trong Phật giáo không có cái thuyết đó. Phật giáo không có cái thuyết là chết rồi cái hồn của mình đi vòng vòng mấy cái nhà, rồi thấy cặp nào mà nó đang gần gũi với nhau mà mình sanh tâm khởi dục tương đồng với vợ chồng đó, mình vô mình làm con họ. Vì vậy mà ngày xưa ông bà ở Việt Nam đó nha, vì bị cái thuyết đó mà ông bà dặn trong vòng 49 ngày vợ chồng trẻ không được gần gũi nhau, vì sợ ông bà tái sinh vô làm con cháu của họ. Mà vậy, bởi vì cũng là có cái quan niệm đó, cho nên mỗi lần con cháu mà nó chọc giận, mày là ba tao đó, mày là tía tao, mày ông nội tao, vì cái quan niệm đó. Quý vị có nghe hồi nhỏ bị chửi câu đó không? Mỗi lần mà ông bà mình mà giận mình cái chửi vậy đó, mày tía tao. Cái quan niệm như vậy. Nhưng cái quan niệm đó là quan niệm đầu thai đó. Đạo Phật không có quan niệm, không có thuyết đó. Nhưng mà cái đạo Phật nói là tái sinh. Tái sinh là gì? Là mình sinh trở lại tùy theo cái nghiệp của mình. Cho nên đối với Bồ Tát á, đối với Phật là tùy nguyện tái sinh. Còn chúng ta là tùy nghiệp thọ sinh. Các vị trở lại đây là do nguyện, còn dạng mình đây là nghiệp. No choice. Nghiệp đẩy đi là mình đi. I want that my family. No way. Anh không đủ phước, không được vô nhà giàu. Không đủ phước, đời này ganh tị bỏng sẻn. Không đủ cái phước đó thì tái sinh theo cái nghiệp. Chứ không có ông nào đặc đế. Không có cái ông nào nói trời này dễ thương nè, cho nó sinh vô nhà kia. Không có, nghiệp hết. Vì vậy mà Tổ Quy Sơn nói nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị. Cái nghiệp mà nó thành hình rồi, đừng có mong mà trốn ở đâu hết. Nan đào tị, khó mà trốn đâu lắm. Học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên. Như con chim sổ lòng, gọi là học xuyên thước phi. Con chim nó sổ lòng, nó bay về rừng nó. Thức tâm tùy nghiệp. Cái tâm thức mình tùy nghiệp mà tái sinh, tùy nghiệp mà thọ sinh. Như người thiếu nợ, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên. Người nào mạnh là lôi mình trước. Ví dụ giờ Pháp Hòa ở Sydney này 30 năm, mượn tiền cũng khá. Và bữa nào người ta tuyên bố, ta nói ông thầy Pháp Hòa ông sắp dọn qua Canada ông ở rồi đó. Pháp Hòa nợ mấy người vài 300 ta không kiếm đâu. Mấy cái người mà Pháp Hòa nợ 100 ngàn ta chạy tao kiếm trước. Tại vì sao? Ta mất 100 ngàn là số lớn.
Còn mấy người mà dài vài trăm đồng lỡ mất không sao, cường giả là tiên khiên. Người nào cái nghiệp nào mạnh nó đi về đó. Cho nên tái sinh là vậy. Còn các vị, cho nên hồi xưa mình ta chúc nguyện các vị mà hòa thượng viên tịch đó, nhiều khi người ta chúc một câu thôi: kính nguyện hòa thượng tái lai phổ độ. Chúng con kính nguyện hòa thượng trở lại ta bà này để độ chúng sanh, gọi là tái lai phổ độ. Cho nên cái chữ đầu thai là theo cái thuyết đó. Còn Phật giáo thì không có đầu thai mà tái sinh do nghiệp. Câu hỏi thứ ba: khi giảng về sự thật khổ, các sư Việt Nam thường hay nói đời là biển khổ. Điều này hàm chỉ khổ là bản chất của đời sống hay khổ là sự tuyệt đối của đời sống? Kinh Bốn Sự Thật Thánh Thiện cho rằng khổ là sự thật thánh thiện thứ nhất. Có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện và khổ là sự thật tuyệt đối như hàm chỉ trong đời là biển khổ? Thưa đại chúng, hai câu này nó không có gì khác đó. Nhưng mà có cái điều là một cái, ví dụ như nói là bản chất của đời là khổ. Nhưng mà nếu khổ mà để cho chúng ta chuyển hóa cái khổ, chúng ta tu, thì cái khổ này nó có thật khổ không? Khổ này bây giờ trở lại là thánh đế, là thiện, là thánh thiện. Cho nên khổ mà để chúng ta tu tập, chưa chắc cái khổ đó đã sai, không tốt. Pháp Hòa có những Phật tử: trời ơi, cuộc sống đau khổ vô cùng. Có một ngày nọ, bạn giới thiệu một thầy khác, đang mới viết cho Hòa cái thơ ngày hôm qua. Trong lúc con khổ, con tuyệt cùng của cái khổ, bạn con giới thiệu con nghe giảng một thầy đó. Con lên con nghe thầy đó giảng, trong lúc con nghe tai con rà rà, con thấy có tên của thầy. Và lúc đó thầy nhìn rất đẹp trai. Attract, click vô nghe. Và sau khi nghe được một bài, và từ đó con tìm rất nhiều bài của thầy để con nghe. Và con cảm ơn thầy, bây giờ cuộc sống của con ổn định, không có khổ. Như vậy khổ là một sự, khổ là gì? Thật sự không có khổ. Tại vì chúng ta không chấp nhận sự việc nó như là, nó mới khổ. Chứ còn nếu chúng ta chấp nhận thì bản chất của mọi sự việc nó đâu có gì khổ đâu. Nhưng mà tại vì mình đồng ý thì mình vui, mà không đồng ý thì mình khổ. Cho nên á, khổ là sự thánh thiện. Cho nên Pháp Hòa thường nói đó, cái khổ có nhiều khi là gì? Là đối tượng để tu. Con người khổ càng sâu càng nhiều, con người giác ngộ càng lớn. Cho nên khổ là thánh thiện. Cho nên ở cái mặt đời là khổ, nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu tập thì trong biển đời mà không khổ. Vậy thì chữ khổ lúc này là giáo lý gì? Tạm thời. Chân đế của nó là gì? Nhận chân được nó. Sống, già, bệnh, chết. Đức Phật nói ở cái mặt thân thể thì có già, có bệnh, có chết. Đó là khổ của thể xác. Nhưng mà cái có nhiều người, người ta quán khổ, thấy già. Chữ khổ là gì? Trong lúc này khổ nghĩa là gì? Là những cái khó khăn của mình. Thí dụ như già, định nghĩa chữ già nè. Già là sao? Da nhăn, răng yếu, chân mỏi, lưng đau, ăn không biết ngon, ngon rồi khó tiêu. Đó, định nghĩa già đó. Cho nên khi nào thấy mắt lờ mờ, tai lãng lãng, ăn hơi không biết ngon, ngủ không còn thẳng giấc, bắt đầu tánh tình thay đổi, thí dụ, những cái đó là hiện tượng của già. Nhưng mà già là khổ, nghĩa là nó gây những cái khó khăn, chướng ngại. Thí dụ bây giờ già rồi muốn đi đứng cũng khó. Cho nên ở đây có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện với khổ sự thật tuyệt đối?
Sự thật nó là vậy đó. Nhưng mà hễ mà anh nhận ra được nó, nó là pháp tu. Thí dụ đây, tôi bây giờ già rồi, đi đứng không còn nhanh nhậu nữa, cho bây giờ tôi sẽ cố gắng giảm bớt những gì không cần thiết để chuyên tâm vào sự hành trì, thì cái khổ đó không khổ. Thưa thầy, chúng con có nên tổ chức hay khuyến khích tổ chức lễ hôn nhân cho các con em tại chùa hay không? Vì có một số Phật tử cho rằng chùa là nơi tu hành trang nghiêm, không nên tổ chức những sự kiện vui nhộn có tính thế tục. Con có nói bên Kitô giáo họ thường làm thì sao? Thì không được trả lời. Thì được trả lời đó là truyền thống bên đó đã có từ lâu. Xin thầy cho con biết ý kiến. Cái quan niệm là chùa không được làm đám cưới, nghĩa là mình quan niệm chùa chỉ làm đám ma. Nhưng mà nếu mà chùa mà vậy không, nó nói trời ơi chùa buồn lắm. Kiểu nào mình nói cũng được hết đó. Thưa đại chúng, như thế này nè, Phật pháp bất ly thế gian. Nếu muốn truyền bá Phật pháp thì không thể nào rời thế gian mà có được. Bây giờ về thì rời thế gian thì Phật pháp nói gì? Ví dụ như thế gian có sanh ly tử biệt thì chúng ta mới đem cái giáo lý vô thường đến nói để cho người ta thẩm thấu được nó, để người ta giảm cái khổ của sanh ly tử biệt. Mà thế gian là nó thích đám cưới, nó thích gọi là gì, get married. Rồi bây giờ nếu mà mình không hội, mình không có đem cái phương tiện giáo hóa, thì họ sống trong đời sống một cặp vợ chồng mà không hề hạnh phúc. Mà trong khi đó Đức Phật đã từng giảng dạy những bài pháp đạo lý của vợ chồng. Thí dụ như kinh Thiện Sanh, quý vị mở kinh Thiện Sanh ra quý vị đọc. Phật dạy chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều, chủ đối với người làm, người làm đối với chủ, thầy đối với trò, trò đối với thầy. Trong kinh Thiện Sanh Phật nói đủ hết tất cả mọi bổn phận của con người thế gian chúng ta. Thì tại sao chúng ta không lấy cái đó ra để mà hướng dẫn cho Phật tử nhân cái dịp đám cưới của họ? Mà quý vị cứ nghĩ, thí dụ bây giờ họ tổ chức đám cưới ở chùa, họ được lễ Phật, họ được nghe pháp, rồi cuối cùng họ mời bà con quyến thuộc ăn bữa chay, lành thiện không? Tại sao không được? Không có gì không được hết. Mà cũng không có một sách vở nào quy định chùa chỉ được làm đám tang. Mà chính quan niệm như vậy cho nên ngày xưa người ta sợ gặp thầy chùa lắm. Pháp Hoa nói thật mà, đi đâu mà gặp mấy thầy là người ta sợ lắm. Vì ta nghĩ chắc đám ma ở đâu đây nè, đám chết đâu đây nè, gặp mấy ông này ớn lắm. Đâu phải vậy đâu. Mà nếu mà nói đúng, nếu mà nói nữa nè, không lẽ thầy hy sinh hết cuộc đời trai trẻ của người tu chỉ đi tụng mấy cái đám chết? Người đi tu làm hai việc: trên cầu giáo pháp của Phật, dưới độ chúng sanh, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Mà hạ hóa chúng sanh là có chúng sanh có nhiều cái tầng cấp, nhiều cái phương tiện, nhiều cái hoàn cảnh. Bây giờ quý vị thấy á, bây giờ mình nói mình không nhận đám cưới mà đám nào vô mình cũng nhận hết, vậy là mình kỳ thị. Bây giờ ai muốn đầy tháng cũng được, muốn thôi nôi cũng được. Nếu mà họ cúng thôi nôi cho con họ mà họ đem vô chùa, họ đãi một bữa cơm chay cho bà con quyến thuộc, tốt chứ có sao đâu. Đứa nhỏ nó được phước, không vì cái ngày thôi nôi nó mà 10 con gà chết, 10 con vịt chết. Cho nên điều đó tốt chứ có sao. Mà hơn nữa là người ta biết tâm hướng thượng, hướng thiện, cho nên người ta mới đi vô tới đây. Cho nên cái vui ở trong chùa đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải tĩnh lặng. Nếu ở một cái chương trình nào đó
thì có sao đâu. Đó là phương tiện. Mà thưa đại chúng, chúng ta mở chùa để làm gì? Cũng chỉ không ngoài mục đích là phụng sự chúng sanh. Mà những nhu cầu chúng sanh mà nó điều thiện chúng ta phải làm. Nếu ai học cái hạnh phổ hiền, cửu giả hằng thuận chúng sanh. Quý vị nhớ câu đó không? Hằng thuận chúng sanh là thế nào? Không phải chúng sanh biểu mình cười là mình cười, biểu mình khóc là mình khóc, mà mình phải hằng thuận những điều lành thiện mà chúng sanh yêu cầu. Chúng sanh, chúng ta không hằng thuận những người yêu cầu chúng ta những việc mà chúng ta không thể làm. Ví dụ như tối nay giảng xong có một đạo hữu rủ: thầy rảnh không, đi cà phê chơi. Mà nếu mình nói ồ tôi rảnh, đi ra quán cà phê ngồi suốt sáng thâu đêm, thì cái đó không được. Thì mình đâu có hằng thuận vậy được. Nhưng mà nếu ví dụ như người ta hữu sự chuyện gì mà mình còn là chút thì giờ mình hằng thuận rồi đó. Cho nên hạnh của Bồ Tát là cửu giả hằng thuận chúng sanh, là mình hằng thuận theo những cái gì mà chúng sanh có nhu cầu lành thiện. Mà điều đó chúng ta đang làm và đã làm và sẽ tiếp tục làm. Người ta ăn chay người ta không biết nấu, mình nấu cho người ta ăn. Cho nên những cái quán chay mà người ta mở đó, ngoài cái chuyện ta làm kiếm tiền ta sống, ta cũng giúp mình một phần. Nhiều lúc mình nấu không được mà mình ra ngoài tiệm đó mình mua thức ăn, hay là trong chùa làm thức ăn chay bán đó, ngoài cái nghĩa là tìm cái tài chánh, một cái quỹ cho chùa lo điện nước, còn giúp cho những Phật tử có được cái phương tiện ăn chay dễ dàng. Cho cái đó không có gì mà không được hết. Cho nên á, quý vị nên hoan hỷ tán thán, chẳng những vậy mà khuyến khích con cháu của mình mỗi lần đám cưới nên đem về chùa. Đem về chùa và tổ chức một cái lễ thành hôn cho đàng hoàng. Vì đó sao? Vì chúng ta có sự nhắc nhở. Quý vị biết trong năm nay nè, năm nay là năm Pháp Hòa làm đám cưới cho Phật tử nhiều nhất trong các năm. Chẳng những vậy mà còn phải bay qua Mỹ, một cái cuối tuần làm hai cái đám cưới liên tiếp, ba cái đám cưới liên tiếp trong một cái weekend. Trước khi bay qua đây là ngày thứ, Pháp Hòa bay qua đây là ngày thứ tư tuần rồi. Thứ bảy vẫn còn làm một cái đám cưới cho một cặp. Thì cái anh này ảnh cưới một người vợ Hàn Quốc. Thì anh là lớn lên ở đây cho nên bạn của anh là đa số là người Mỹ. Thì mấy người Mỹ họ vô họ giữ cái lễ cưới đó, mà cái lễ cưới là làm hoàn toàn bằng tiếng Anh, giảng bằng tiếng Anh hết. Thì sau khi giảng xong thì mấy người Mỹ tới: cho tôi xin cái cuốn này được không? Cái cuốn nghi thức làm đám cưới á. Trong này có những cái lời rất là hay. Rồi nói: tôi cảm ơn thầy, hồi nãy những cái lời thầy giảng very touch. Tại vì Pháp Hòa giảng ý nghĩa chiếc nhẫn. Tại sao chiếc nhẫn được làm bằng vàng? Tại sao chiếc nhẫn có cái hình tròn? Tại sao được gọi là nhẫn? Mình giải thích ra cho họ nghe. Và trước khi nó đám cưới, nó phải lại bốn ơn: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn bà con quyến thuộc, và ơn mọi loài chúng sanh. Quá thiết thực. Trước khi con lập gia đình, con trở thành, con có một mái gia đình riêng, thì con hãy nhớ ơn đến cha mẹ, người đã sanh thành dưỡng dục ra mình. Nói cái đạo lý ân nghĩa. Rồi qua tới đạo tình thầy trò, những người đã dạy cho nó chữ nghĩa. Nó mỗi đứa nó lạy xuống. Rồi sau đó vợ chồng nó xây lại, nó lạy nhau. Đó gọi là gì? Tương kính như tân, theo truyền thống của người Việt. Vợ chồng phải quý trọng nhau như người khách. Còn bây giờ mình không có đem vô này, nó đem ra mấy cái park, mấy cái ho nó làm đó. Nó không có lại xá về nhau, bởi vì về nhà nó có thể nó khinh thường nhau. Không, nó chửi bới nhau. Thành thử ra tại sao không được? Người chết người ta nằm đó mà còn lợi tụng biểu ta nghe mà. Trời ơi, cái lợi vong hồn ơi, hỡi vong hồn. Cuộc đời nay biển mai cồn, tỉnh chưa? Nếu mà ông đó ngồi dậy tỉnh rồi. Dám đứng đó tụng nữa không?
Trời ơi, còn cái này hai đứa trẻ nó lên chùa nó xin thầy vì con mà giảng đạo lý cho con nghe. Một tâm hồn nó còn sống nó hướng thượng như vậy, tại sao chúng ta không chịu? Mà chẳng lẽ chúng ta không thích con cái chúng ta hướng thượng à, hướng thiện à, hướng giải thoát à? Mà cái đứa nào mà tâm nó còn hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, nghĩa là nó hướng giáo pháp. Bởi vì giáo pháp của Phật có ba công năng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà một tâm chúng sanh nó còn hướng thượng, hướng thiện thì mình phải phát tâm trợ duyên chứ, tại sao lại cản trở? Và quy định rằng chùa chỉ để làm đám ma, cúng người chết. Đạo Phật độ sanh, độ tử, mà độ sanh quan trọng hơn độ tử nữa. Bởi vì người còn sống mà họ nghe thẩm thấu được đạo lý, họ lo họ tu hành, họ chuyển hóa nghiệp lực của họ, đến khi họ có mất đi, lỡ mình không có tụng, họ vẫn siêu như thường. Họ siêu theo cái nghiệp tốt của họ. Còn nếu mình có tụng là trợ duyên thêm thôi. Rồi bây giờ nếu mà đi độ cho người mất á, người mất chỉ là phương tiện để tới tụng, mà chính là tụng cho người còn quỳ đó đó. Bình thường biểu nó quỳ, nó đâu có quỳ. Bữa nay nhà nó có chuyện, nó biểu nó quỳ nhiêu nó cũng quỳ hết á. Cho nên mình nó quỳ đó để làm chi? Nó nghe. Mà nếu họ nghe được, họ phát tâm, họ tu được là mình thành công. Độ tử là độ sanh. Cuối cùng độ sanh vẫn quan trọng. Độ tử là phương tiện. Bây giờ nếu mà không có cúng thất, làm xong cái đám tang thì sao? Thầy đi đường con, thầy đi đường thầy, con đi đường con. Giờ nhờ cúng thất nó còn kéo nhau được về 7 tuần nữa. Có cơ hội thuyết tiếp, tụng kinh tiếp, thuyết pháp tiếp. Biết đâu chừng sau 7 tuần làm Phật tử luôn sao? Đấy, đây thiếu gì? Nhờ những người chết chân mất trong nhà mà có mới đi chùa. Phải không? À, cho nên còn cái chuyện á, mình không có bắt chước ai hết á. Mình không có bắt chước ai hết á, tại vì hễ mà bắt chước là của người ta chứ không phải của mình. Chúng ta cái lễ đám cưới của nhà chùa rất trang nghiêm, nhẹ nhàng, đơn giản mà đầy ý nghĩa. Tùy theo cái vị trụ trì chủ lễ linh động uyển chuyển cái buổi lễ thành hôn đó một cách trang nghiêm, nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa. Thôi thì tối hôm nay về thăm thiền viện Minh Quang, thầy Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng qua những câu hỏi của quý vị. Thì mong rằng đại chúng được niềm vui trong tối hôm nay. A Di Đà Phật. Thôi thì cả ngày hôm nay đại chúng cũng gặp Pháp Hòa từ sáng đến tối rồi. Có một số đi làm về mới được gặp. Thì nãy giờ Pháp Hòa cũng cúng dường đại chúng rồi, giờ cúng thêm cái nữa cho nó xong. Thì xin cúng dường đại chúng bài Lý Ngồi Thiền. Ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngang di động muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đang gần sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại ta hỏi mấy câu. Đêm đêm hứng giọt sương sầu, lá xa nguồn cội biệt đâu lối về. Hồn ơi thương tình cơn mê, trở về chánh niệm chờ mê việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mãi chuyện đời thị phi.
Chân ơi dừng lại đừng đi, để tâm lắng đồng những gì đã qua. Rủ sông cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. Rủ sông cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. Mời đại chúng hồi hướng.